Ok, chào anh em, mình là Toại Tinh Tế. Và như tiêu đề của video hôm nay, chúng ta sẽ có một clip rất đặc biệt. Một clip sẽ trải nghiệm một khẩu súng mới sắp xuất hiện trong PUBG Mobile Việt Nam. Và khẩu súng đó chính là Bizon. Vâng, Bizon PP90. Khẩu súng này hiện tại đang được update ở phiên bản beta 0.14.5 của Trung Quốc. Đấy, còn bản Việt Nam, bản quốc tế thì vẫn chưa có anh em nhé. Trong thời gian tới thì sẽ có, còn bây giờ thì vẫn chưa có. Và chúng ta sẽ cùng thử xem là khẩu SMG này nó sẽ mạnh đến mức nào, có đủ để thay thế cho UMP9 và mạnh hơn cả Vector hay không. Rồi, nghe gọi là khẩu súng này khủng lắm. Đấy, 53 viên bắn tẹt ga cho anh em sẽ tẹt ga luôn. Thì không biết là thực hư như nào chúng ta mới biết được đã, đúng không? Rồi, để xuống khu này mình sẽ đi khu này như khu villa của chúng ta. Không phải khu villa cho lắm. Nó kệ đi. Rồi, nhảy vào mình kiếm súng trước đã. Thì hiện tại mình, nếu mình nhớ không nhầm thì có Bizon PP90 này. Nó sẽ xuất hiện độc quyền chỉ có trên 2 map thôi. Là Orange và Vikendi. Đấy, Orange thì nó rộng quá. Mình làm clip lâu. Mình vừa nhặt được cái em... cái laser sight, cái ống ngắm hai bên anh em ạ. Đấy, cái đây lát nữa mình sẽ mở cho anh em xem nhé. Chúng ta sẽ ngắm được cả hai bên luôn, vừa scope lớn vừa scope nhỏ, rất là hay. Giáp hai này. Đấy, rồi sân này có cái gì? U rồi mày chết tao, VSS rồi, ngon lành cành đào rồi, lại có miếng máu thơm, mũ hai có rồi. Thôi lấy cái khẩu shotgun đi, đúng không? Shotgun lỡ mà gần còn chiến đấu được. Đấy, ôi chết mẹ, tinh chân đâu mày, đâu ra đây cậu gái, lên đây. Đi lên cầu thang, này đấy. Vào đây. Tôi vẫn chưa lên à? Chưa lên thì thôi đâu nhỉ? Ui, tiếng súng. Hai thằng anh em. Đây. Tiếng chân này. Khô máu luôn. Xuống, chơi nào. Từ check kỹ ở ngoài xem đã. Nhưng nó vào trong nhà anh em ạ. Đấy. Chắc là mình sẽ xuống mình chơi khô luôn. Dập hai có rồi. Nên xuống nhỉ, sợ vãi nồi ra. Chơi luôn đi. Mày đâu? Chưa thấy. Đâu nhở? Tiếng chân đây lắm mà. Thằng này người anh em, mình chắc nó là người luôn. Boss thì nó vào nãy giờ rồi. Người hay boss nhở? Đậu xanh vào luôn đi. Chuẩn bị. Ôi, đấy, VDS phê vòi, phê lòi. Đúng không? Khu này không biết là có khẩu Bizon không, thì lát nữa mình nhặt cho anh em xem nhá. Khẩu để bắn rất phê. Và được xem là khẩu SMG sẽ thay thế cho UMP chính. Bởi vì cái băng đạn lớn, đúng không? 53 viên, sấy tẹt ga luôn. Đấy, mỗi tội là thay đạn hơi lâu thôi. Lát nữa mình thay đạn cho anh em xem nhá. Rồi tiếp tục lúc đồ nào. Có G36C này. Thì khẩu G36C này cũng là một khẩu súng mới, vừa được update. Đấy, khẩu này bắn cũng rất là ngon, rất là êm. Tiếng súng ngoài này, mình nhảy ra mình xem ngoài này có ai không đã. Đâu này anh em. Hình là hai thằng boss bắn nhau thì phải. Cái tiếng boss nó bắn nhau dễ phân biệt lắm anh em ạ. Ngay nó tẹt chứ nó không sấy liên hồi mà nó cứ tẹt vậy. Đấy. Nó sẽ bạn bắn nhầm. Không có à? Không có thôi. Nó chắc là đi loot tiếp thôi anh em. Vâng, mình đi loot đồ tiếp thôi. Xem khu này có cái gì không nào. Tìm mãi nãy giờ không tìm được khẩu cứ bắn. Rồi, em xuôi, em xịt lại theo mạng nữa, hai mạng rồi. Tìm nãy giờ vẫn chưa có khẩu Bizon cho anh em. K98. Ui, cái nồng giảm thanh ra R này, lấy luôn. Đấy, từ mình vào đây mình lục lại cái ba lô đó, soạn lại cho nó đẹp đẽ ra, đúng không? Rồi bỏ bớt đi. Mày bỏ luôn đi. Rồi mình bỏ ống giảm thanh lên đây. Đấy, vứt cái dấu tiền là đạn đi, bỏ cái này luôn. Ok, như vậy là ổn rồi. Tiếp tục chiến đấu nào. Đây khẩu này. Scorpion, đây là khẩu mà súng lục nó sấy liên thanh em ạ. Nó giống như khẩu P18C nhưng mà khẩu này nhiều đạn hơn, 25 viên. Đấy, súng lục sấy liên thanh. Nó rất giống với một khẩu SMG chứ không phải là súng lục anh em nhá, nhưng nó lại được xếp vào ô súng lục. Mình sấy cho anh em xem thử này. Đây này, 25 viên này, 20 viên này. Đấy, ghê không? Khẩu này súng lục nhưng nó sấy như SMG luôn. Đấy. Rồi, xem ngoài này có cái gì không. Khu này thì vẫn còn đấy. Không biết là có... boss này. Ôi, boss làm gì? Đây cũng thằng chủ từ người anh em ơi, nó vào nhà rồi. Boss nó khôn lắm, nó không vào nhà đâu, thằng này người chắc rồi. Tôi ăn cám rồi Toại ơi, bình tĩnh nào. Đấy, G36C sấy sấp mắt lờ, nó vẫn trốn trong nhà kìa. Mày ngon mày vào đấy hộ cái. Bizon. Rồi tìm mãi mới có này rồi. Sấy luôn. Ngon lành canh đào, lại 4 mạng MC. Trời ơi là êm quá cơ. Đấy, 53 viên anh em thấy không? 53 viên này. Đấy, khẩu này là cái có cái điểm đặc biệt. Đây, mình ngắm cái Camtech size cho anh em này, ngắm hai bên này. Đấy, cốp tạ cốp 3 nhá. Camtech size bên phải này, cốp 3 này. Đấy, chuyển ống ngắm rất dễ dàng. Anh em thấy trên màn hình có cái nút chuyển không? Ngay cái chỗ ống ngắm của mình.
Bóp đâu. Rồi làm cái gì? Đấy, một mạng nữa. Cái này anh em ngắm rất thoải mái và sướng một cái là đây. Anh em thấy không? Chuyển động ngắm rất nhanh. Bạn nào muốn bắn gần thì chúng ta dùng cái gun tech side này. Còn anh em mà muốn bắn xa, anh em gắn thêm cái scope 4x hoặc 6x vào nữa là đúng payload luôn. Rất đơn giản. Thôi chạy xe thôi nào. Đấy, xem có cái gì không. Khu này chắc hết rồi, đúng không? Như vậy là mình kiếm được bizon cho anh em rồi. Lát nữa mình sẽ tẹt ga xem khẩu này sấy sướng hay không. Hiện tại thì mình đang chơi cái bản Trung Quốc, nhưng bản test em nhé, bản beta test thôi, chứ phải là bản chính thức đâu. Đấy thì nó có một cái là bản này ít người chơi lắm. Mình nói thật, bản test mà, bản chính thức chưa chắc nhiều người chơi, nhưng bản test nó lại còn ít hơn nữa. Đấy, xem trong này có cái gì không. Đây mình thử sấy nghiêng lại cho anh em này. Rất tiện lợi, đấy, ngắm gần ngắm xa quá dễ dàng luôn. Đấy, chắc là phải thử sấy một chút thôi anh em xem. Sấy từ này êm vãi cả nồi ra, không giật tí nào cả. Mình là mình cái thằng ghim tâm yếu nhất là mình vẫn sấy bình thường đấy. Rồi có máy bay. Không biết là thính giờ ở đâu đây. Đó, chắc là thính gần mình thôi. Mình đoán là với kiểu bo này mà mình đang ở cái vị trí trên bản đồ, chắc là thính cũng gần mình thôi. Ê, đâu, thằng nó bắn tao. Đâu? Mày làm gì, hổ báo cáo trồn này. Lại bot à? Rồi, nhưng vẫn còn anh em ạ. Đúng không? Ơ, đâu. Đây. Úi dồi ôi, toàn bot không vậy. Sấy êm vãi cả nồi. À, tính giờ kìa anh em. Xem hướng bao nhiêu nào. Còn sấy êm lắm. Như vậy là 265 đúng không? 265, ok, lấy xe chạy nào. Rồi, tính rồi. Không biết là có ốp hay không. Mình hy vọng là có khẩu ốp. Có ốp thì đúng ngon luôn. Ôi, không có gì à? Ba lô 3, mũ 3, giáp 3 thôi kệ cũng được. AUG thì mình bỏ đi. Clip này mình làm bizon thôi anh em nhá. Đấy, trốn nhà vệ sinh này. Bây giờ tỏa chơi chiến thuật là trốn ở đây xem có thằng nào lúc thế hay không. Có thì mình tỉa luôn đúng không? Cầm cá tỉa luôn đấy. Còn mình vãi cả nồi ra. Lúc xong thì các bạn khoan chạy vội đã, bởi vì có thể là có những thằng khác nó sẽ tới lút tiếp. Đấy, mà không có thì thôi đúng không? Có thằng anh em. Headshot vào đầu chạy đi đâu? 8 mạng tỏa tinh thế. Đấy, em xịt. Không biết là bot hay người, nhưng mình đoán là bot, kiểu ngu vậy chắc bot rồi. Tại vì cái bản beta test này nó rất là ít người chơi. Đấy, toàn là bot thôi. Đấy, lại thêm thằng nữa rồi. Lại 9 mạng rồi, toàn bot không này. Clip này thì mình không nói đến cái phần thể hiện trình độ gì anh em nhé. Tại vì cái clip này chỉ mang tính chất là mình sẽ test khẩu súng này thôi, Bizon PP90 thôi. Đấy, mình không thể hiện gì. Tại vì cái bản test thì anh em cũng biết rồi, số lượng người chơi rất là ít, chủ yếu là bot nhiều thôi. Mình vào mình trải nghiệm cái khẩu súng xem nó mạnh, nó yếu như nào, ưu điểm, nhược điểm là gì. Thì nãy giờ mình chơi mình thấy là cái ưu điểm của nó ấy là nó bắn nhanh, tốc độ bắn nhanh này, băng đạn rộng này, đấy, sấy tẹt ga này, độ giật thấp. Đấy, nói chung là nó kiểu tương UMV9. Nhưng mà có một cái mình chưa hài lòng cho lắm là cái tốc độ thay đạn nó hơi lâu. Cái con này thay đạn lâu lắm anh em ạ. Mình có thật. Và nó sẽ không thể gắn thêm được băng đạn thay nhân, băng đạn mở rộng anh em nhé. Con này không gắn được, tại vì cái băng đạn của nó là băng đạn độc quyền rồi. Băng đạn dạng helical, dạng hình xoắn ốc. Rồi, thính ở đây. Đấy, mình xem có thính nào không. Có, từ vào nhà anh em. Lỡ thằng nào lúc thính thì mình đứng xem mình canh đúng không. Mình canh, tính chất. Đâu nhỉ. Xuống, sợ cái gì. Bản test cái mà, toàn bot thôi. Đây rồi, một thằng MC vẫn còn anh em ạ. Mình nhớ tính súng hai bên. Đây, một thằng nữa. Đấy, ngon lành cành đào. Con này thay đạn nó khoảng tầm 3 giây rưỡi anh em nhá. Thay đạn khá lâu đấy. Thậm chí nó lâu hơn cả khẩu Groza nữa. Rồi, như vậy không ai lút thì toại lút luôn, đúng không? À, ôp đây rồi. Ôi, ôi, chờ đợi bao lâu này thì bây giờ em mới xót xa, em mới thấy được ngang qua. Vâng, như vậy là... Ôi, xót bò rộng cái này mà còn có 3 thằng nhờ. Ảo vãi cả nồi ra, bản test này đúng toàn bot không anh em ạ? Mình chán vãi nồi ra. Đây, cái thính chưa thằng nó lút này. Đấy. Hy vọng là gặp vài thằng người bắn thể hiện sự bá đạo của Bizon PP90 nhưng mà toàn bot không thôi. Nhưng mà không sao cả, mình vẫn đánh giá được cơ bản khẩu súng này đúng không? Đấy. Thì nhiều bạn hỏi là khẩu này khi nào được update lên bản quốc tế. Thì mình theo thông tin mới nhất mình nắm được khoảng tầm 1-2 tuần nữa. Là từ cái lúc mình làm video này nhá. Đấy. Không thấy đâu nhờ. À đây anh em. Rồi bot, ôi trời ơi, thằng cuối cùng lại thằng bot chán vãi cả nồi ra. Một viên ốp vào đầu này. Ôi không chết à, thôi mình chuyển lục mình bắn cho anh em nhá. Đây lục Scorpion này. Ừ rồi, vâng, như vậy là top 1 rất đơn giản, 12 mạng. Đấy, quá dễ dàng. Nói chung là khẩu này ngon lành cành đào, êm xịt đúng không? Bắn ngon. Bây giờ mình sẽ test lại một lần và mình đánh giá ưu nhược điểm của nó thì anh em thấy không?
cái độ giật nó rất là thấp, bắn tốc độ cực nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ sấy, mình kiểu mình ghim tâm này. Đấy, bắn xa đúng không? Không giật, em đứng yên một chỗ luôn. Đấy, kiểu sấy như siêu nhân xanh, sấy MK4 với X8 luôn. Góc cây này, sấy bên góc này. Đấy, sấy một bên góc này, rất êm, không giật. Đấy, sấy rất xa đúng không? Thì cái này cực kỳ êm. Hy vọng rằng thì Bizon PP90 sẽ sớm được cập nhật lên phiên bản Việt Nam và bản quốc tế để cho anh em sớm được trải nghiệm của súng này, và chúng ta sẽ có những cái đánh giá cụ thể hơn để so sánh nó với UMP9 hay là Vector. Ok, rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video mình, và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.